Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Đấy. Như hình ảnh các bác đang quan sát thì hôm nay là bên shop em về được một cái lô hàng gọi là loa bát nhôm phục vụ cho anh em đánh chim đêm. Đấy. Lô hàng này là lô hàng nhập khẩu từ bên Trung các bác nhé, nhập khẩu từ bên Trung. Vừa rồi là bên Trung họ có dịch, đâm ra là cái hàng nó lấy ra rất là khó, đi lại nó chậm trễ. Thì rất là lâu rồi hàng mới có về lại nha các bác nhé. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác về cái mẫu loa bát nhôm này. Mẫu loa bát nhôm này thì nó thực tế công suất của nó thì sẽ là gọi là 5W. Đây. 5W 8 ôm các bác nhé. Đây. Đây này. 5W 8 ôm. Thì hàng này nó là hàng nhập khẩu, so với hàng Việt Nam thì nó gần nhích hơn cả cái mẫu 10W của Lê Trung Việt Nam. Và cái mẫu này thì là loa bát nhôm, có nghĩa là cái vành nó bằng nhôm này. Đấy, vành bằng nhôm. Cái nõn trong này bằng nhựa thôi. Vành bằng nhôm nhé. Cái loa này thì là âm thanh nó khá là hay và nó là dạng đa năng, nó đánh được nhiều loài như là đánh được cuốc biển này, nhát hoa này, rẽ run, hay đặc biệt là nổi trội thì nó đánh tu hú khá là hiệu quả các bác nhé. Và đặc biệt là cái giá thành thì nó lại rẻ, nó mềm. Thì em giới thiệu đây thì em báo giá cho các bác luôn để các bác tiện theo dõi nhé. Các bác nào mà mua một chiếc này, một chiếc loa bát nhôm như này thì giá của nó là 200.000. Đấy, 200.000 trên một chiếc. Thế còn các bác nào mua cả một đôi, cả một đôi thì nó sẽ là 350.000 các bác nhé, 350.000 trên một đôi. Thế nên em báo giá công khai luôn để cho các bác nắm được. Thế còn các bác nào mà hai ba anh em cùng chơi, tập trung lại mua, có thể là 4 đôi, 5 đôi, thậm chí 10 đôi thì em sẽ có cái chiết khấu thấp hơn nữa để phục vụ cho các bác nhé. Đây, làm sao cho các bác mua được cái giá tốt nhất để các bác đam mê chơi. Loa bát nhôm, hàng gọi là 8 ôm, 5W, hàng nhập khẩu của Trung. Thế cái này anh em đã chơi qua rồi thì cũng rất là ưng ý với cái chất lượng âm thanh của cái loa này. Thì đây em có đấu thử một đôi này. Thì em đang mở cái tiếng này là tiếng cuốc này. Đó. Cái này thì nó đánh được cả tiếng cuốc biển, tiếng tu hú, rồi rẽ run. Đây là tiếng tu hú các bác nhé. Đặc trưng cái tiếng tu hú thì nó càng có tiếng réo thì nó lại càng ăn chim mạnh. Ở đây này em đang thử trên cái đầu gọi là đầu AV263B. Đấy, AV263B. Mà cái đời đầu nhá, phía sau là nó không dùng gâu anten mà nó dùng cái dây điện này. Đấy, hàng đời đầu bên mạch rất là tốt. Câu thì rất là dễ rồi. Mỗi loa em câu một bên. Đối với âm ni AV263B này thì đối với con loa bát nhôm này có thể nó kéo được 4 cái. Đây em mới đấu có 2 cái thôi. Đấy nhá. Công suất thì nó dư sức nó 4 cái. Đó. Cái này thì đánh tu hú thì cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra thì đánh cuốc, đánh rẽ nữa nhá. Các bác, em giới thiệu với các bác và em báo giá với các bác luôn rồi. Thế còn các bác có nhu cầu mua hàng hay cần tư vấn thì liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại mà em ghi trên màn hình nhé. Hàng thì ship COD đi toàn quốc, cho các bác xem và kiểm tra hàng. Đối với những mặt hàng này thì cái vành nó cũng khá là mỏng manh, thì nhiều khi đi vận chuyển nó sẽ có hơi bị móp mép một chút, thì các bác thông cảm nhé, không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh nhé. Tại vì nhiều khi là đi nó va đập, bản thân là em nhập về đây nó cũng đã có va đập một chút xíu rồi, nó không phải là tròn trịa 100% đâu, nó có sự lệch lạc va đập gọi là nhẹ nhẹ một chút thì cũng không ảnh hưởng gì nhá. Đây chẳng hạn như cái này này, cái vành này nó hơi lún một tí thì không ảnh hưởng gì các bác nhé. Thì mong các bác là thông cảm, đó là do cái bên vận chuyển từ bên Trung về các bác nhé. Đấy. Rồi, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác theo dõi clip bên em thì vui lòng cho em xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh nhá. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác trong video sau. Chúc các bác nhiều sức khỏe và thành công nhé.